là Nam Quỳnh đã đến với vườn hoa Tử Đằng. Ở nơi đây đang rất là đông người và có cả những du khách, những du học sinh của Việt Nam nữa. Cho nên là tới đây rất là vui khi gặp rất là nhiều những bạn Việt Nam ở đây. Và vườn hoa rất là đẹp, rất là nhiều hoa Tử Đằng. Đây là lần đầu tiên Nam Quỳnh được nhìn thấy hoa Tử Đằng ở ngoài đời. Nào cầm điện thoại chạm rơi xuống nước rồi. Hôm nay còn được sư phụ đưa đi thăm hoa Tử Đằng cùng với cái mấy anh chị ở tại Nhật Bản đây, Saitama, đạo tràng Tùy Duyên. Đây là cận cảnh của hoa Tử Đằng màu trắng. Mọi người ơi, hoa rất là thơm, thực sự là như vậy. Hiếm khi thấy hoa nào mà thơm như thế này, thường mình phải hửi gần mới thơm. Nhưng mà đi khắp khu vườn này, nơi nào cũng ngào ngạt mùi hoa cả. Kem tới để ngay cái cây của nó kia chụp. Phải không? Một cây kem tím tím. Wow, cây kem tím tím. Đây là cây kem Tử Đằng. Chắc là vậy bởi vì nó màu tím như hoa Tử Đằng. Ý, cái vị nó ngon lắm mà nha. Nó khác lạ so với những kem khác. Oishi. Đẹp quá. Wow. Đừng đặt lung linh trong gió. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy được hoa Tử Đằng vào ban đêm rồi phải không ạ? Rất là đẹp. Nó được đánh đèn rất là lung linh, giống như những cái màn mở trên sân khấu. Thank you.
nè 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 nè. Hãy subscribe cho.